Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em chuyên đề mới là chuyên đề hình học. Đầu tiên, chúng ta đi vào với bài toán mở đầu. Bây giờ giả sử bạn Minh, bạn trong lớp bạn nói chuyện, bây giờ thầy bắt bạn ấy sẽ phải chịu hình phạt là bạn ấy sẽ đi quanh chạy quanh một trong hai cái hồ này. Hồ bên này thầy gọi là hồ 1 và hồ bên này thầy gọi là hồ 2. Bây giờ bạn Minh phải lựa chọn chạy xung quanh hồ 1 một vòng hoặc chọn là chạy xung quanh hồ 2 một vòng. Thì theo các bạn thì bạn Minh nên lựa chọn chọn chạy quanh hồ 1 hay hồ 2. Để biết bạn Minh chạy quanh hồ 1 hay hồ 2 sẽ tốt hơn thì bây giờ chúng ta cùng xem xét bài toán. Đương nhiên là bạn Minh sẽ muốn chạy cái hồ nào mà cái chiều dài đường đi là ngắn nhất. Bây giờ chúng ta xem, nếu như chạy hồ 1 thì đầu tiên giả sử bạn Minh ở vị trí A thì bạn ấy phải đi, chẳng hạn đi đến B thì bạn ấy phải đi khoảng đường dài là 30 m. 30 m. Tiếp tục từ B đi sang C thêm 30 m nữa là cộng thêm 30 m. Và từ C sang D 30 m nữa là cộng thêm 30 m. Và từ D về E dài 30 m cộng tiếp 30. Và từ E về đến A thì hết một vòng cộng 30. Thì ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 số 30 cộng lại với nhau phải bằng 150 m. Nghĩa là nếu như bạn ấy chọn hồ 1 thì bạn ấy sẽ phải đi quãng đường xung quanh cái hồ này là 150 m. Bây giờ giả sử nếu như bạn chọn hồ 2, bạn giả sử đang ở M, bạn ấy đi sang N thì bạn ấy đi quãng đường này là 50 m. Từ N sang P, bạn ấy đi mất 40 m cho nên cộng thêm 40. Và từ P sang Q dài 50 m cho nên cộng tiếp quãng đường là 50 m. Và từ Q bạn ấy đi về về M thì dài thêm 40 m nữa thì cộng 40. 50 cộng 40 cộng 50 cộng 40 thì bằng 180 m. Như vậy, nếu như bạn ấy chạy quanh hồ 1 một vòng thì bạn ấy sẽ phải đi 150 m. Và nếu như bạn ấy chạy quanh hồ 2 một vòng thì bạn ấy phải đi quãng đường là dài 180 m. 180 m lớn hơn, cho nên hiển nhiên nếu thầy là bạn Minh, thầy sẽ chọn đi hồ 1 sẽ tốt hơn, sẽ có quãng đường ngắn hơn. Và ở đây chúng ta thấy xuất hiện một việc là chúng ta phải tính độ dài các cạnh của một cái hình. Và cái độ dài của tất cả các cạnh của một hình thế này thì người ta gọi là chu vi. Chu vi của một hình đó. Vậy chu vi của một hình có nhiều cạnh là gì? Chu vi của một hình có nhiều cạnh đó là tổng độ dài tất cả các cạnh của hình đó thì người ta gọi là chu vi. Như vậy thầy nhắc lại, chu vi của hình này có 5 cạnh thì chính là chúng ta lấy độ dài 5 cạnh cộng với nhau. Và hình này có 4 cạnh, muốn tính chu vi của nó thì chúng ta phải tính tổng độ dài của 4 cạnh. Vậy tóm lại, qua ví dụ mở đầu này thì chúng ta biết được chu vi của một hình là gì. Chu vi của một hình là tổng độ dài các cạnh của nó nếu như hình đó có cạnh. Còn nếu như hình đó mà không có cạnh, ví dụ như một đường tròn thì nó chính là độ dài của cái đường viền này, thì đó là chu vi. Và cách tính chu vi của hình nhiều cạnh là chúng ta cứ cộng tất cả cạnh của nó lại với điều kiện là cùng một đơn vị đo thì chúng ta sẽ tính được chu vi.